ركاب الطيارين ولا تسمعون giật cả mình à, kiếp ok sáu giật phải luôn silent mũ không ta, ui nhiều mũ vậy, mũ nào hay hay không, bảo hiểm nào hay hay không. Tại sao mình lại nhặt cái này? Ok anh em mà xem tôi ý, tôi bắn chết hai mẹ rồi nè, bắn hai vải luôn. Mình mấy bắn đi, tôi đéo thấy bạn đâu.
như vậy. Bill à? Alo? Alo, em đây. Đang chơi một mình à? Em đang bắn PUBG, em livestream này. Bắn PUBG livestream đúng không? Đây, PUBG Mobile. À, PUBG Mobile à? Anh, tàu Tưởng 2 bắn... Tàu 2 cùng em không? Ừ, anh cũng đang livestream mà. Chơi mobile không? Anh có chơi game mobile đâu, máy anh chơi nó có chậm chậm cái gì ạ? Anh chỉnh lại được mà. Nhưng mà chắc máy anh đời nó cũ quá rồi. Anh có hình gì không? Cái con Note 3 cũng RAM 3GB mà, nhưng mà chip thì nhất Snapdragon bao nhiêu. Note 3 chắc chip đời cũ. Máy RAM thì to. Máy em lúc máy Bắc là máy em chỉ cả hai nền tảng. Vẫn phần máy 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 gì? Ryzen. Ryzen á? Ryzen 2006. Đang dùng phần mềm giả lập mobile á? Vâng. À thế là chơi trên máy tính gì? Vâng. À thế phần mềm giả lập anh cũng cài trên máy tính rồi. Nhưng mà anh chưa biết chơi, chưa không thích chơi game đấy lắm. Đây rồi, em thấy rồi. Thôi nữa rồi. Chứ game đấy chắc đang chế độ chứ đâu, chế độ với độ kia. Không, em có một mình vào em. Vào đây tấu hại cũng được. Còn... Còn mình em chơi cái kia gà lắm, em không chơi được. Ừ, đúng. Em chắc mới chơi cái đấy đúng không? Vâng. Bác nó về quê chưa? Đang ngủ ấy. Đang ngủ ấy. Chắc chưa cả ngày. Vâng, đang ngủ. Ừ. Là nó không đi làm thì chắc nó chơi cả ngày suốt. Nếu bằng tuổi thằng bác thì mấy cái đừng gọi anh thì nó không đúng lắm. Sao lại em quen mà? Vì... quen mồm. Quen mồm, gọi thường qua quen mồm thôi. Vì mấy anh bác cũng... mấy anh bác bằng tuổi nhau, thế em bảo em họ bằng tuổi bác thì... À. Thì cũng bằng tuổi nhau hết đâu. Ok, tớ với cậu do lịch sự hả? Ừ, mình là người có văn hóa. Mày tao cũng được. Tớ lịch sự vãi luôn. Nè. Yeah. Ok. Ui à. Có bạn nào? Bạn. Bạn nào? Sao tin được rồi? Bạn bot à? Bot à? Cái gì vậy? Ờ đúng, game này có bot. Game này ghét cái nhất là nó có bot. Vãi luôn, mình bắn thằng bot còn thằng người nó bắn mình ạ. À? Vãi luôn ạ. À. Bọn bot nó bắn. Like của bé ý là nó còn có lượt xem ảo. Cô bé có lượt xem ảo ấy. Ừ. Mới lại có một số ông, có một ông livestream. À livestream là hay vào xem của anh, hay nói chuyện với anh, giới thiệu game chơi cùng nhau. Không, tại em chơi em không quen với chuột của anh Bắc, bắn nó khó lắm. Chuột của anh Bắc chuột xịn quá. Chuột em dùng full hand. Full hand, anh có một con chuột full hand, anh chơi chán thì anh mua một con chuột khác. Một con chuột Logitech 502 tầm tạ, gọi là mức trung bình. À, mức chơi được. Xử lý quá kém. Em dùng full hand nó quen rồi. Quen tay. Anh dùng full hand, bây giờ anh chơi con full hand mấy lại anh chơi con này cũng giống nhau rồi. Chẳng qua Logitech thì nó có thêm. Em ở kia thì cái quả phím của em gà quá, con chuột thì em quen. Nó có tay. Thêm chức năng ấy thôi. Không, căn bản là chuột này được nhưng mà nó to quá, em cầm không quen đấy. Lâu lâu mới đụng mà. Thì thoảng em mới sang. Ủa thôi xong. Wow. Rồi xong chết. Vì thế chạy ra ngoài. Dạ, chào anh hai nhà. Anh có một cái. Có mấy thằng cuối em và nó tấu hài cũng như nó buồn. Cuối cháu tin cáo. Ừ. Ây da,
Chưa tình cảm. Phát cho tình bồ. Dạ, chào anh Hải nha. Dạ. Thật khốn nạn quá đi. Người để mời Thiệu Bùi đó. Dạ, mời đi đó bạn. Nghe giọng còn giống Châu Tinh Trì hơn cả để... là bồ. Em là tấu hai. Để xíu nha. Dạ, ok đó mà. Tấu hai tí nữa buồn. Anh có ồn không? Anh có nghe ồn không? Ủng hộ Tiểu Bùi đi chứ, ủng hộ kênh của anh Hải của tôi đi chứ hả? Mấy thằng con nạn. Anh Cương, anh có thấy anh ổn không để em tắt mic? Không, có ổn đâu, bình thường mà. Không, tí bình em, thường mà. Tí em chém gió để nghe nó ổn, không được chơi đâu. Có tí tiếng rồi cho nó đỡ buồn, cho một mình buồn thấy mẹ luôn. Ok. Tí đâu mà. Có người ở bên nhóm kia rủ anh chơi nhưng mà không thích lắm, nó không phải cạn lắm. Hay chơi mình bác thì có ông bác rủ chơi thì chơi. Bác ngủ ngủ nãy em gọi được. Chơi điện hay à? À dạ, ok. Dạ sao mày không tải map nữa hả thằng khốn nạn? Hay lắm em, hay lắm. Ok. Xe mặn tay đây này mày, xe mặn tay đây, xe mặn tay dầu. Dạ. Xe nhằn có quà, có quà. Ok, ok. Vô nhà. Đêm hôm đấy có hai người bạn đã chui vào một cái map sinh tử. Dạ thiệt là cái ghê người quá đi mà. Xe mặn đi mấy này à. Ô thôi xong rồi, đi game rồi phải trưởng. Đó là PUBG Mobile cũng đi thêm được này. Anh à, PUBG Mobile cũng đi thêm được ta. Buồn. Đi chọn đi. Ây da. Cô mở đi. Tưởng là khốn nạn. Đấy một thằng đó đã chạy vào đằng sau. Tao vào nhà. Có hai thằng nha, hai thằng đang ra. Ổn quá đi mà. Dạ đang khô máu đấy. Chào đờ. Hay quá. Nóc rồi. Kê cho em đi. Máu nè. Sau lưng đó, sau lưng đó. Sau lưng đó số 1 à. Dạ, mà cũng nặng. Hay quá, clear. Thế là bị thằng sau lưng mình chết đấy.
hồn. Ok, thank you. Thank you rất nhiều. Có máu em ơi, có máu em ơi. Có máu em ơi. Cho anh xin ít máu nào. Ít máu rồi anh ơi. Cho anh với đạn ở cái thằng. Cho anh đạn anh bắn cái gì ta? Nói trước mặt đây. Dạ, đồng lắm đó. Ây da, địt mà khốn nạn. Chơi nó đi. Đây nè. Dạ, đầu quá. Khốn nạn mà. Giáp bà đó anh hai. Giáp bà nát rồi em. Dạ. Mày có thật là khốn nạn. Nó bắn đâu nhỉ? Mình chẳng chính làm đó, có một thằng đó. Hai thằng. Dạ trước mặt kìa. Đó, trên. Đang chạy trên nóc nhà kìa. Đó đó đó. Cái nóc nhà đó. Hết đạn. 75, 75. Đã hết đạn ạ. Đưa nhà đi. Chuyển di chuyển đi. Uống nước địa này à. Nó vô đây. Chuẩn bị. Trời ơi. Không thể tin nổi. Làm uống nước đi. Thế là ủi dồi một máu ạ. Wow. Hấp dẫn nha. Dạ, thằng cũng nặng là bắn cả đó. Hai thằng đó đang bắn nhau. Dạ. Ghê vậy. Đồng bể luôn luôn. Giờ lần càng đi. Nó bụi, nó bụi. Không, nó sẽ lúc bụi. Tao cửa là đi. Không có ngoài đó đâu. Ngoài đó là cái lằn cằn đó. Trên cái anh. Khô máu đèn này. Ok, khô máu nha. Có ngoài đó đâu. Đéo có ai.
Chúng nó sợ anh vậy đó. Nhảy qua cái lan can mở cửa ra. Đúng rồi. Chạy. Cô máu đi làm chồng mới đi. Ok. Ok bye. Trước mặt anh đây, trước mặt anh cơ. Dạ, có cài luôn kìa. Nó đang lút đồ đó. Nhà có một có cái mua ba kìa. Hấp dẫn nhà. Top 1 đây này. Ngồi đó mà xem anh top 1 đây này. Mấy thằng tin. Dạ đang xem phim đó. Ây da, mấy thằng tin tin này, tuổi gì. Tuổi gì sánh vai không. Ui sao đéo nhảy được. Dạ cứ sẽ báo thù cho các người. Dạ. Quà. Mình thì phải nha. Bắn hướng nào nhỉ? Còn đá đó, bơm máu đi. Đó. What the fuck? Vừa mở cửa mà.
Khốn nạn. What the fuck, vừa mở cửa ra đã đứt. What the fuck man, xe đi anh em, xe đi anh em. Xe mặt tay lên anh em, xài xe đi, xe đi. Để mời mấy thằng khốn nạn này vào. Ok. Ok baby. Xe để mấy cân. Ôi da, chưa thấy xe vậy. Xe để chưa hả? Vô nha. Vào đi. Cũng nạn. Đi mắt thường nha. Vô đi. Từ từ. Cũng nạn. Khô máu nha. Khô máu luôn. Mày cuốn nặng này chấm đó. Chờ luôn. Đánh tranh đi. Anh bình anh đi đâu vậy? Đã bay rồi hả? Bay rồi mà. Đó. Ui, khu này động bắt té khu khác rồi mọi người. Lên ra ngoài đi. Lên ra ngoài. Một cái này đứt đó. Chúng ta đã kiếm xe đi.
Hoàn có đây ông Linh à? Không có đây à? Mai kia nhẹ về. Bảo nó gọi lắp mạng đi anh không về rồi. Ok. Anh Biên bảo anh gọi lắp mạng sẵn đi nhỉ. Mà anh hết mẹ tiền rồi, đấy biết mẹ còn tiền không? Có đấy à? Anh Biên đang diễn là chim của anh đây. Báo thù cho. Hey già, chào anh Huỳnh nha. Dạ. Chào bạn Tí nha. Cái gì boy, alo phải ngồi xem phim rồi. Này thì đi lẻ này. Toàn sốc gắn này chứ. Chia sẻ đi, chia sẻ cho anh đi. Ở khu này đúng không? Mà đường này đéo thấy có cái lồn nữa. Vậy lúc này không phải là quân đồng không đấy hả? 10 vô là cái gì trời? Ai biết đâu. Ma bay lên nóc nhà luôn. Lồn. Và bây giờ anh hứa anh xe ô tô em sẽ lùi cầu suốt đây. Biết rồi, vô mà toàn hụt, vô là một chó. Đúng rồi. Mất súng luôn chứ. Dạ. Ơi. Thằng của gì kìa? Cái nhà tiếng bé ơi. Dạ. Nơi đâu ta? Từ làm hết trận này. Không có AK bắn kìa.
đồ má bấm máy tính cho bạch đi kìa. Ôi đã lồn này. Địt mẹ nó trên nóc nhà kìa. Đeo cái súng lồng. Bên này má xe mình đôi kìa. Cơ. Thằng Bin này. Nè, bắn trận mới. Lại bên kia bắn nhau chơi cho tiếp nữa nghe đi. Thôi nào, đây mới như gì nữa. Để nó bắn đi, ra làm trận mới, đang live stream rồi. Tao đi làm game mới một chút nữa. Tối chơi bây giờ. Thôi xem nó chơi đi. Đi qua cái cầu thì có người không được. Bên kia có nhiều người không? Biết. Bắn bố mày đi. Hay là canh cầu chơi ta? Cũng được. Lại với thằng số 4 bắn. Em á. Em á. Bữa nào em cắt tắt chạy hàng. Hello number 4. Về lấy bài lên đồ. Hello. Thế nhá. Gần đấy. Hello. Rồi tự lên thằng số 4 được. Hey number 4. Đúng thật quá ha. Hello. À. Lấy tính. Hello number số 4. Lấy tính chết này, quả này chết này.
chưa luôn. Tinh quả bật chết này. Bắn đi, bắn lên. Thằng cái gì chứ? Nó đâu rồi? Để chủ nhật, chủ nhật có 5 sáng. Rồi chúng đi bắn cung. Đó xe kia. Nó dừng kia. Lên nhà, lên khu nhà. Lên bắn nhau chơi nha. Ừ. Có một thằng thôi mà. Hả? Có một thằng thôi mà. Nó trong nhà đấy đúng không? Ừ. Có gì đây? Nó mặc lắc quá. Đừng có thay đạn nha, bắn gần thay đạn nha. Ông có nhớ nó trên kia đó. Nó xe nó đó. Thấy cái xe tăng. Hai con chín. Lùa nó bắn luôn. Và chỗ thằng số 4 nhé. Dính thằng nào? Dịp này cá cái đèn dương để... có đâu biết đi ma xuống này cầm nặng vãi cả sai lần kìa. Bên kia có bắn kính nhỉ? Đi cướp. Rồi, cướp luôn. Đúng rồi. Đi cấp tính nhầm ơi. Nó phát. Đấy thằng luôn bằng tính vậy. Sẽ mạnh nha. Ừ ngon đấy, ngon đấy. Đi em ơi. Thấy rồi nhi, thấy rồi nhi. Em ơi.
Chơi nó em. Đến sau mình chơi nó em ơi. Đâu rồi ta? Enemies ahead. Đâu ta? Đó. Đó, tôi thấy này. Thấy nó rồi. Bơm máu. Bắn lắc quá, không bắn được. Bắn thế mà ông chết luôn, vãi cặc nha. Thấy mày rồi. Má, để sang bên phải. Nó để sang bên trái kìa. Bơm máu đi. Nó đâu rồi? Bắn đang còn trên nhà rồi. Má xuống này thấy yếu vãi lên. Má trên này kìa. Tao còn nít lên. Nghe đạn nữa. Công luôn. 10 chết mấy tình. Ngốc ngại kìa. Hết đạn mẹ rồi. Hết đạn mẹ rồi, đéo còn đạn mà bắn. Thôi đây rồi. Bắn sang hốc. Hôm nào anh về đấy? Tao rồi, tới về tao ngủ. Mm-hmm.
Ok, tôi lao vào thôi ông ơi. Chắc thứ hai đi đi, em bay đi, bay đi, bay đi. Em bay đi, bay đi. Cháu này bay đi em. Ôi, số 4 ơi, đi đâu hả? Lôi 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 lôi. Lát hả? Nhát thôi, dạ đúng rồi đó. Nhát thôi. Ai lì. Người đấu ấy giọng kiểu gì ấy? Cái gì đó? Giọng nó vậy mà. Trời ơi, ca ca của tôi. Tạo thật là vãi linh. Tạo ngầu vãi linh. Chất đấy, chất như lớp cất luôn. Bạn nào xem phim tôi thì qua fanpage của tôi nha. Qua fanpage tôi xem phim nha. What the hell? Chim à? Vâng. Ấy, cái gì đấy? Chim thì dạ bắt đầu làm YouTuber đây. Trận này ráng ráng bắn. Ấy giờ YouTuber. Ấy giờ lộn lạo rồi. Lộn bằng, lộn đầu. Vãi liền. Úi chà, có người à? Ây dạ, xin cứ cắt hạ kinh đâu vậy? Chỗ tình cáo chất. Chất như nó kết luôn. Được đấy. Bố ơi, em có fan chân chính nhà em có thấy không? Nào. Fan chân chính của Bo. Thao ơi. Quá gặp mấy anh đây. cháu tình cáo. Nhà bên, kệ nó đi. Ca. Úi giời, ăn ca giòn nha. Anh em cho mình xin cái scope nha. Không có rồi. Nhà bên này. Ủa, wow, bắn nhau ghê vậy? Bắn nhau ghê vậy? Ây da, anh thực là đẹp trai quá đi à. Tham gia không? Anh em cho xin cái scope đi nào. Có không? Quý giật, quý giật. Cắn, cắn, cắn. Ây da. Ây da, tôi có mày tường mà không có scope kìa. Có, khỏi cần scope cho tao đi. Tao bắn nha. Tao bắn scope mà 24 không scope mà. Tôi cũng vậy đó. Ây da, mình đẳng cấp mà. Cần scope làm gì? Ghê nhà. Ghê không? Chất bảy luôn. Cái giọng, giọng chất bảy. đang nhảy giọng không? Tôi nói đấy. Đang nhảy gì? Giọng thiệt mà. Ôi giờ giọng thiệt cơ. Được rồi. Em chết đấy. Mấy con bot. Chán lại lên. Ôi trời. Ây dạ. Ông lượm mất cái băng. Anh là kinh nào vậy? Anh làm giữ túc bừa. Giữ túc đây. Ây dạ, anh chảnh vãi lì nhờ. Dạ. Nói anh không có việc làm đây. Ủng hộ anh của tôi nhờ. Có mấy đợt cho tôi đi. Nhường đi được. Ai có đó? Có 3 à? Tôi. Cho mấy có đó? Số 1, số 2. Sao này cho chỗ có 4 này? Dạ, nằm bởi. Nằm bởi số mấy? Nằm bởi số mấy đó? Có xe hướng 295 này. Không biết có người không? Năm, number 1 đó mà. Ây dạ. Ây dạ. Dạ là gì? Ây dạ, mình... Dạ, tôi là nằm bởi số 4 nha. Dạ, mình là... Ây dạ, tôi là lâm bờ à... Vui thôi, không lên vui quá anh em ơi.
đặng quà rồi nha. Ai ai bắn cá nhờ? Cá 98. Dạ đồng vậy. À dạ, anh em bỏ dạ. Tôi lại một mình. Ui. Nó mới ship bở rồi cái giảm thanh. Ngon. Biến TV à? Nó cá nữa. Biến TV. À dạ, có từng PCV. Có bị. Bị. Thì tôi có phải đây không nào hút gì rồi yêu anh đây nè đây đây scope này đó ấy dạ tôi có cúp 4 rồi nè ấy dạ ai lấy cúp 6 không ạ à? Có xe đây có xe đây này lấy xe đây lấy xe không ơi. Một người xa đi hồi ba. Ấy dạ chờ tôi dạ, đi với anh em rồi. Ấy dạ anh em chạy đâu vậy? Ấy dạ đang chờ đây. Chờ tôi một chút đi ạ. À. Chắc ngọn lì lão chỗ nào vậy? Ấy dạ anh em mình lên xe đi xe buýt đâu nào. Gọi tắt mồi nha. Gọi tắt mồi nha. Ôi, đi sao? Tránh xa anh em có cần anh em có cần bền bề để ủng hộ kênh của anh hai của tôi nhà. Ok luôn. Cảm ơn nhiều. Cái là vợ anh hai của cậu cho tôi lên TV với nha. Dạ, anh hai đang lên chim đó. Ây dạ, em đang lên chim à. Thực là vinh danh quá đi à. Ây dạ, chết em rồi dạ, anh ơi. Ây dạ, bỏ chạy thôi anh em ơi. Ây dạ, anh thực là ghê quá đi à. Còn đó. Ây dạ, cứu kìa. Có ai vô đây cứu em này. Đây dạ tôi bắt một khinh trước mặt thôi nè. Tướng 325 nè. Ây dạ thì là nguy hiểm quá đi không. Công qua anh em ơi, công qua luôn không, công qua nhá. Từ từ đã bơm máu đã anh dài hả. Ây dạ mấy thằng này lóng tính quá đi à. Thấy thấy lâu vào đấy. Gọi thực là ấy à, tính tất cả rồi à. Ây à, buồn cây. Khốn nạn. Thì là khốn nạn quá. Đầy mấy anh em nha. Dạ. Dạ, cụ còng hết cỡ đó mà. Bánh với men máy tính nhà. Vào đi mày. Còn ai không? Em nha. Bốn thằng đến hai thằng nó bắn chết. Thiệt là nhục nhá. Hả? Để bình định. Chờ anh em. Để nha. Dầu. À thôi đi mẹ, bắn mắt cũ, mở mắt này. Bắn solo thôi em ơi. À thôi, bắn cũ được,
Đùa hả? 4 đi tấu hài đùa mà. Nhá. 4 đi 4 đi tấu hài. Lúc từ đầu. Ok, ok, bắn luôn. Xin chào chào anh em. Cho anh em trở lại chia đồ của mình. Xe đi, xe đi. Xe mà thầy nhận quà ngay tức khắc. À thì về Việt Nam rồi. Ngày nay bắn hai thằng người Lào. Ok, chào anh hai. Thì mẹ đéo biết người gì. Nghe giọng anh hai là biết anh hai đẹp trai rồi. Đây hả? Sao anh hai mặc cái quần thì nó đẹp trai quá vậy? Mặc quần dài đi đâu anh hai à? Quần thì lỏng. Nhảy đi tụi mày số 4 đấy chơi rồi. Số 4 không chơi à? Có quên đủ cái chừng không dạ, tới rồi. Chào nhà, chào nhà. Anh Hải có thể nào ủng hộ kênh YouTube của tụi Khực Hùng đó hả? Bình bề thì gì nha. Chào các anh hai. Cảm ơn Hải trước nha. Đừng nhắm à. Chè nè gì. Chả lồn đấy. Ây da, được cái ba lô bà, thích quá, thích quá. Ây da, hú hồn. Ốc. Ồ, khẩu mới sao? Ờ, em nhặt rồi. Đấy ơi, rồi, rồi đưa cho. Không biết rằng thằng cu em tôi có sống sót qua mùa đông. Có ông hai nè, qua đây em đưa cho. Nè. Số lệ niềm nhiều, cảm ơn anh đang tới đây. Ồ, cấp 6. Đâu vậy? Tao cũng nạ nó vừa bắn tao đó. Đâu bắn vậy? Ý, tù nó đâu bắn vậy? Rắc quá. Sơn, quay lại cứu em Sơn. Đủ mẹ. Đủ mẹ. Ba người. Nó ra ba đi, nó ra ba. Rồi. Nó ra ba. À, bắn ở đâu ta? Có chừng đủ mà nhít qua đây tí, nhít qua đây nhìn nó cái nhít mày mà...
đụng đụng mẹ ở đâu vậy? Ở đâu ta? Em vẫn đéo biết nó bắn ở đâu luôn á. Thôi ào ơi, trên này tôi gánh về tâm một nhà. Nắm lên xe. Xong chưa anh Pháp nha, anh làm bí thuốc nó hấp dẫn chứ nha. Ok.
Chuyện kể rằng năm đó Châu Tinh Cáo đóng phim bên Hollywood không thành nên đã về bắn bắp gì Mobile đầu quân cho Bin BTV. Anh vẫn một mình lặng lẽ chui vào căn nhà. Bên cạnh đó là một con sông đầy thơ mộng. Tiếc rằng không có con em nào để anh soạt một phát. Nhưng không sao, một tay anh vẫn quay đều đều. Anh cúi xuống nhặt cái quần què gì không có biết. Anh chỉ thiếu mũ ba nữa thôi là phun đồ. Ý kết anh có mũ ba rồi. Anh có mũ ba rồi, phun đồ rồi, nhưng mà chưa cắt tóc một. Và rồi chuyện kinh dị tiếp tục xảy ra. Anh lại nhặt cái quần què gì không biết. Anh thấy cái chảo bưng đít lại cho đỡ bị bắn vào lỗ đít đấy mà. Anh ngắm ngắm cái quần què gì, một cái máy bay cú chà to thế. Máy bay đang đến, kẻ địch đang đến. Có vẻ như anh đang ngáo đá. Anh cứ chạy đi chạy lại quanh mấy khu nhà. Chuyện vẫn còn dài tiếp tục. Anh giật bắn cả chim. Lông dái run run. Hoa đang ngồi xoài à? Đang ở đây mà. Trong nhà em á. Không, đang ngồi xoài.
dưới cầu có thằng đang chạy dưới cầu. Đó, anh chạy thấy chưa? Bên kia rồi. Ở trên cầu á. Trên cầu á, cái thằng nhìn kém vậy. Nó núp đâu mấy cái thùng ở trên. Cố nhầm kéo. Nó núp ở đâu? Đấy hả? Ở đâu đoạn đấy đấy, vừa chạy núp bên này cái xe thành xanh ấy, xanh xanh ấy. Núp ở cái xe á. Xanh xanh như kìa, trước mặt bên tay trái đó xe đấy núp ở đấy đi phải lộ vị trí rồi lâu lâu anh bóp cò à. Ai đang nói cái gì à? Bên cạnh à? Đang xem video. Không xem anh nữa. Không. Xem cái phòng. Bạn đã chia sẻ đi. Chia sẻ. Có một hoài vậy. Bò bên cạnh em rồi. Đó, thấy chưa? Còn khói đó. Nằm đi.
cầu chân cầu hai ra thằng không? Bên kia cầu luôn. Hướng e, hướng e, hướng e. Nơi e, nơi e. Thấy, thấy. Thấy chán đấy ba. Không được nữa. Từ bình tĩnh nhanh. Thế để tí em làm ra cả. Và bắn khô máu luôn. Đang đi về. Bạn chắc.
chúng ta đã được trở lại với quê hương của mình. Lột kia em nha. Quê em về cái. Lại trở lại. Đó. Nó có cốt gì đâu. Chưa. Hôm qua có 4 rồi. Sao? Bắn. Bắn có một thằng một team ở trước mặt anh. Mặt anh. Vâng. Thank you.
Năm qua đây. Chắc vừa xong rồi. Không, đi mà anh phi xe đến đấy. Không, anh phi xe đến đấy. Tút đồ anh. Tút đồ anh. Hello Quân. Hello Quân. Quân nghe tôi nói không? Nghe nghe nghe. Say chưa? Say rượu chưa? Dạ, say rượu. Thằng Phan Quân đã ở đâu? Chưa thấy map. Bạn này à? Ừ,
nam mặt lồn mà trời. Em chạy à? Sao quân nó đi ra đây? Nè chắc chưa thấy map. Thì đừng chạy từ từ chờ nó. Bắn map cũ nè. Bắn map cũ đi. Bắn map cũ. Ừ bắn map cũ đi. Hello Nam mặt lờ. Nghe nói dùng Nam này. Bắn map cũ đi em ơi. Đội này chưa tải map thì khó bắn. Alo ngay đi ra. Đập hết con mẹ. Tưởng đánh LOL ra đánh cùng bắn cái này kìa. Nhưng sắp hết con mẹ pin rồi. Bắn cái này máy tính nhá. Cái ông đang bắn máy tính. Tôi đang bắn một điện thoại. Chạy vào khu quân sự này đi. Nhảy đây hả? Ok, cầu luôn. Nhảy vô mẹ, quân sự cũng bắn nhau chứ. Nhìn nó. Bay nghiêng này. Chết đấy. Khá đồng dùi đấy. Lạc rồi. Tôi rút ngoài về này. Không đến rồi. Chạy xuống mà xuống đất. Em có con xe nào chạy. Tôi rút qua nhà này mà. Chạy mẹ khu quân sự nhiều đồ. Có mấy team rồi đấy. Tôi vừa thấy nó bay rồi. Em bảo chạy lên đây nhanh chứ. Tiếng gì mà con. Phan quân follower tỷ lệ à? Chạy theo tôi đấy. Đến giờ tỷ lệ là quân á? Ừ đúng rồi, phải nghĩ thế thì sẽ làm sốc mặt thôi. Chạy sang đây. Hướng gốc cây, hướng gốc cây. Hướng 185 trong khu nhà.
một lần. Mũ ba này có lấy không này? Ra đây mà lấy mũ ba. Có đạn đây, tôi đạn đây. Đạn gì? Khu con sụi có vẻ nghe yên bình. Cụ này rồi. Đặt bài có người rồi. I got supplies. Nhà nam ấy, nam ấy. Nam có thấy không nam? Ok. Trên nóc này quấn nha. Trên nóc này. Đang. Lúc sạch đều đã mở cửa, lúc sạch đều. Tôi vừa lút xong. Mũ 3 này, thằng nào lấy mũ 3 không? Cốt 4 này có lấy không? Mũ 3 sang bên này, có cho tôi.
Cốt 4 này. Em nghi bo về đây lắm. Sao bên anh mà lấy cái kìa. Có cốt 6 hay cốt 8 trong cái này. À thì có mẹ rồi, mẹ tôi lại đều biết. Thế thì trả lại đây. Tôi đi holo đi. Có holo đấy đó đâu. Đâu cốt 4 đâu. Holo là cái gì? À đó, cái đó. Cái này. Đó. Bài rồi đấy. Tôi không muốn. Đây mà lấy mũ ba này mấy thanh niên. Ồ. Ồ. Em có rồi. Tam. I got supplies. Cái cốt 8 M4. Thì ông vừa nói xong tôi chỉ thấy tới cái gì? Chuẩn bị trời tối nha. Anh không nhận được cái đèn này à? Cái này khó dùng bắn đâu chứ. Nhận được cái đèn. Ông có cái giảm giật hay cái gì không? Không có cái giảm thanh này. Giảm giật cái gì giảm thanh? Không có. Giảm giật cái đèn hết rồi. Băng đạn thêm. Băng đạn. Tôi bớt mất rồi. Cam cầu, ra cam cầu, nhanh. Con lấy cho. Bò ở đây rồi. Con đen trong mặt đi kìa. Quân này. Đây rồi.
À cực ai ai nào thuộc cơ phần ra mới. Không chịu được. Cô to ấy. Đây thôi. Làm cái đi. Tôi thế này sao nữa về nha, không cần bóng về. Anh dạy cho học sinh biết tin à? Để xe giữa đường nằm quanh chỗ đấy mà bắn thôi. Để xe tròn xe ở đấy mà nằm ngắm rồi. Ông nằm bên đấy, tôi nằm bên này. Thằng nào đi vào là chết. Mình nằm trong bò mà biết sự gì. Trong cái cốp đấy. Đây này. Cốp cho anh cái băng đạn đấy về. Băng đạn thành anh với ai băng đạn đấy với. Cái nữa còn không? Hết rồi. Đến nhà để anh ngắm. Đang còn hết này.
mình không ăn nhiều. Chà câu đi. Để tôi